Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, hàng chục năm qua, người dân ở thôn Thong Một, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vẫn còn truyền tay nhau về câu chuyện hầm thần của ngay dưới núi Trà Châu. Tất cả người dân nơi đây đều khẳng định rằng chưa có ai nhìn thấy vàng trong hầm mà chỉ là những đồn đoán cho rằng trong hầm ấy có chứa đầy vàng. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ông Lê Đình Bảng, sinh năm 1964, gia chủ ngôi nhà, nằm sát cửa hầm, cũng không dám khẳng định là câu chuyện trên có thật hay chỉ là câu chuyện theo dệt. Chia sẻ về câu chuyện này, ông Bảng cho biết, năm 1987, ông mua lại khu đất này với giá 160.000 đồng. Đến năm 1994, thấy người dân có nhu cầu mua đất về lấp nền nhà, nên ông đã quyết định thuê người đến đào phần đất đó cho bằng phẳng, theo hướng từ ngoài vào chân núi phần đất đào được ông chở đi bán. Khi đào được khoảng 4 m đất thì xuất hiện một cửa hầm được xếp bằng những viên gạch rất khéo léo, vừa khít với nhau mà không hề có vật liệu kết dính. Mỗi viên gạch có độ dày khoảng 5cm, màu đỏ tươi, được bài trí theo hình cánh cung. Trên gạch có những văn hoa hình lưỡi búa. Ở đó có một lỗ nhỏ, chỉ đủ thò được cả cánh tay vào. Nhiều người tò mò đã thọc một chiếc xào dài khoảng 10 m để chọc vào bên trong nhưng vẫn không thấy chạm đáy hầm. Từ đó những lời đồn đoán về hầm mộ ấy có chứa đầy vàng bắt đầu được lan truyền một cách chóng mặt. Cũng từ đó, hầu như ngày nào nhà ông cũng xuất hiện khách lạ đến hỏi thăm về hầm vàng. Ông Bảng cho hay, tôi nghĩ đơn giản, đấy chỉ là hầm mộ cổ, nhưng những người tôi thuê đến đào đất, họ cứ nghĩ đây là hầm thần của, bên trong có chứa đầy vàng. Nhiều người nghe tin còn đưa máy sò kim loại đến, và do khắp khu đất nhà tôi, do đến đâu, máy đều phát ra tiếng kêu đến đó. Đã có rất nhiều khách lạ đến tận nhà ông Bảng, bàn chuyện với ông, để cho họ đào sâu vào hầm, để tìm kiếm kho báu, với tỷ lệ ăn chia rất hấp dẫn, như 50-50, 60-40. Tuy nhiên, ông không đồng ý. Một phần vì sợ phạm vào tâm linh, một phần nếu đào thì không biết sẽ phải đổ đất đi đâu. Bỏ ngoài tai những lời dụ dỗ đường mật của nhiều kẻ tham của lạ, ông quyết định không cho ai xâm phạm đến mảnh đất này. Gia đình tôi sống ở đây rất yên bình, nên tôi cũng chỉ nghĩ đây là hầm mộ cổ cho đơn giản. Phần hầm mộ nằm trong sổ đỏ nhà tôi, nên tôi sẽ cố gắng bảo vệ. Vì vậy, dù có những lời mời, tỷ lệ ăn chia, nghe chừng rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn sẽ từ chối. Ông Bảng kể, từ khi phát hiện ra hầm mộ phía sau nhà, những câu chuyện bí ẩn liên quan đến hầm cổ này chưa dừng lại thì ông và người dân nơi đây lại nghe được nhiều câu chuyện huyền bí liên quan đến dãy núi Trà Châu. Đến nay, ông cũng không dám khẳng định là có thật hay chỉ là câu chuyện theo dệt. Đó là câu chuyện về đàn lợn vàng xuất hiện trên núi Trà Châu ngay sau nhà ông. Cứ vào mỗi đêm trang rằm, trên núi Trà Châu lại xuất hiện một đàn lợn vàng khoảng chục con nối đuôi nhau đùa giỡn. Trong số ấy, con cuối đàn bị què nên chậm chạp, lặng lẽ theo sau. Có người nhiều lần nhìn thấy liền đuổi theo để bắt, nhưng đàn lợn đều chạy đến chân đồi rồi mất hút. Điều kỳ lạ là đàn lợn thường xuyên xuất hiện, chính là khu vực hầm cổ. Hay câu chuyện do các cụ cao niên trong làng kể lại là khi còn là thiếu niên, vào một buổi trưa, các cụ rủ nhau đến khu đất rộng của làng đến nô đùa, thì nhìn thấy có ánh sáng rực lên như một mâm vàng ở trên núi Trà Châu. Các cụ tò mò chạy về hướng núi có ánh sáng phát ra, thì khi chạy đến nơi, ánh sáng bỗng dương vụt thắt. Tiếp đến là sai thoại về cặp rắn hổ mang canh giữ cửa hầm, to như thân cây, đầu có màu dữ tợn, nằm vo tròn, canh hai bên cổng hầm. Ông Bảng nói câu chuyện này do hai cụ cao niên trong làng là cụ Đỗ Văn Đặt đã mất và cụ Bùi Ngọc Sổ kể lại. Không những vậy, trước đó còn có một người ở thôn Trẻ Núi tên là Sảnh khi dắt châu đến cột trước miệng hầm để trâu ăn cỏ thì ngay lập tức con trâu to khỏe bỗng dưng lăn đùng ra chết như bị trúng độc của rắn. Khi nghĩ lại, ông sảnh cho rằng vì ông cột trâu ở miệng hầm, xâm phạm đến hầm, cho nên đôi rắn canh giữ đã lao ra cắn chết trâu. Ngoài những câu chuyện huyền bí trên, ông Bảng còn cho biết, chính người chủ cũ của khu đất này đã chuyển vào tỉnh Lâm Đồng làm kinh tế mới, cũng kể lại nhiều câu chuyện kỳ lạ khiến người dân sợ hãi. Họ nói vào ban đêm, khi đang ngủ, thường hay có cảm giác bị ai đó trêu và giữa đêm đang ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó ném đá vào nhà mình, nhưng khi ra ngoài lại không thấy ai. Ông Bàng nhớ lại, giấc mơ khiến người chủ cũ kinh hãi nhất, đó là giấc mơ liên tục lặp lại về một người phụ nữ bỏ một đứa bé vào trong chiếc nón, cứ thế kéo lê đứa nhỏ vào nhà để ăn xin. Cũng từng về thăm dò tại khu hầm mộ này, phó giáo sư tiến sĩ Lâm Thị Mỹ Dung lúc đó là Giám đốc Bảo tàng Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào ngày 12 tháng 4 năm 2009 đã khẳng định rằng đây là mộ hán cổ, có kết cấu, mộ gạch cuốn vòm, xếp bằng gạch muối bưởi, hoa văn ô chám, quy mô vào loại trung bình trong phức hợp mộ gạch cuốn vòm, có niên đại khoảng 2.000 năm. Dựa vào kiến trúc và những hoa văn cổ có trên các viên gạch, có thể thấy rằng lối kiến trúc của những ngôi mộ này thường bắt trước kiến trúc của người sống, tức là trong mộ có gian giữa, gian trước, gian sau, nên hẹp về bề ngang nhưng ăn sâu vào lòng núi. Không những vậy, tại khu đồi trọc, hình vòng cung dài trường 100 mét này còn phát hiện thêm khoảng 13 ngôi mộ như vậy. Đối chiếu với các tài liệu khảo cổ, cho thấy đây là những ngôi mộ hán cổ, có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ nhất đến thứ ba sau công nguyên, tức là giai đoạn 1.000 năm bắc thuộc nguồn gốc của loại mộ này là từ trung quốc và khác hẳn với mộ truyền thống của người việt cổ thời đông sơn là mộ đất mộ quan tài hình thuyền mộ vò những ngôi mộ hán cổ xây bằng gạch này thường có nhiều gian được đắp nấm nổi cao như những gò lớn bên trong thường trôn theo người đã mất các đồ tùy táng bằng gốm sành xứ kim loại chủ nhân của những ngôi mộ này thường thuộc tầng lớp ca trị người hán và do vậy mộ gạch thường phân bố ở những khu vực lị sở của chính quyền phong kiến phương Bắc và có một quy luật phổ biến là những trung tâm chính trị hành chính thời Bắc thuộc thường được xây dựng ở những nơi trước đó là những trung tâm của văn hóa Đông Sơn. Niên đại của những mộ gạch được xác định dựa trên quy mô, cấu trúc của mộ, kích cỡ, màu sắc và trang trí của gạch xây mộ cũng như loại hình và chất liệu của đồ chôn theo. Mộ gạch thường được phân thành các giai đoạn Hán, Lục Triều, và tùy đường. Sau thời đường, truyền thống mộ gạch này cũng biến mất, không còn bất cứ rơi rớt nào. Những ngôi mộ này thường thấy ở các khu vực thuộc vùng văn hóa Đông Sơn. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những ngôi mộ cổ tương tự tại các nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc. Riêng tại Việt Nam, những ngôi mộ như thế này xuất hiện nhiều tại Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên. Một tài liệu khảo cổ khác có ghi, hầm cổ tại Thôn Thông chỉ là hầm mộ cổ, chứ không phải là hầm thần của cất dấu nhiều vàng, châu báu mà nhiều người đồn đoán bởi hầm thần của thường được xây dựng bằng loại gạch đỏ tươi rất đẹp mắt. Trên mỗi viên gạch có các loại hình hoa văn chữ A, chứ không phải là họa tiết hình búa hay ô vuông chám. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.